Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đến với kênh Kids Family Gia Đình Nhỏ. Video của ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một món ăn cho chuẩn bị một bữa cơm. Một bữa ăn cho gia đình mình, đó là mình sẽ làm một món phở. Món phở siêu ngon luôn các bạn nhé. Đây, mình giới thiệu với các bạn, đây là những nguyên liệu mình sẽ chuẩn bị món phở bò của ngày hôm nay. Đây, phở. Đây là phở nhé. Bánh phở. Đây là các loại quả: quế, tai hồi và các loại quả thơm để mình chế biến nước, làm nước phở cho nó thơm. Gừng, hành, ớt cho thơm. Và mình có dùng một miếng bắp bò đã lột sạch rồi nhé. Tôm mình có thể bỏ vào thêm cho nó ngọt nước và có thể ăn cho nó ngon hơn. Tôm bóc vỏ. Em đi học về rồi à? Ừ, bác chào mẹ nhé. Hôm nay ba nấu phở cho em ăn nhé. Đây là phở nhé. Bác chào các bạn đi. Bác chào các bạn, bên vừa đi học về nhé. Rồi, mình sẽ nướng những nguyên liệu này lên. Mình không nướng bằng than hoặc nữa, mình sẽ bỏ vào đây mình rang thơm lên các bạn. Rồi sau ta đun lấy nước, nó sẽ thơm, nước phở nó sẽ thơm hơn các bạn nhé. Rồi, trong khi đợi củ quả kia nó thơm thì mình sẽ đi trần cái xương này nhé, cho nước nó sẽ trong hơn. Giờ mình sẽ rửa cái xương này đi nhá, rửa thật sạch xương này đi. Bắt đầu ta mới đun lấy nước để làm nước dùng phở các bạn nhé. Nước nó sẽ rất là trong. Đây các bạn ạ, nồi nước dùng mình đã bắc trở lại, xương rửa sạch và mình đã bắc trở lại nhá. Giờ cái gói gia vị mình rang này đựng trong cái túi, mình bỏ vào đấy ninh cùm và cho thêm một nửa số tôm này vào nữa, còn một nửa còn lại thì để trang trí vào bát cho nó ngọt nước các bạn nhé. Yeah.
ra đây mọi người ạ. Đã chuẩn bị xong gần hết rồi, bò thái hết rồi, tôm, bánh phở, rau thơm, hành lá mình đã thái nhỏ hết rồi nhá, ớt cắt lát tí để trang trí, nồi nước lẩu chắc à quên, nồi nước phở chắc tầm 3 phút đến tiếng rồi mới được các bạn. Mình cũng làm gần được 1 tiếng rồi, đun nồi nước gần được tiếng rồi, màu nước cũng rất đẹp rồi. Rồi mọi người ạ, nồi nước phở là xong nha. Nồi nước phở này mình đã tiên linh được khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ. Giờ mình cho tôm vào, cho nó nóng. Tí này cho ra bát. Rồi. Bên bếp bên đây thì đang nấu nước để trần phở. Nước sôi lên để trần phở. Rồi, nước sôi rồi. Giờ mình cho hết phở vào trần. Rồi, giờ thì cho bánh phở ra nhé. Đây là măng ớt các bạn nha. Một lát sẽ làm tái, rộ tái luôn lên đây nhé, nước sôi tái luôn lên nhé. Còn con ba bác còn lại cho ba mẹ con sẽ bỏ chín, nên là sẽ tùng nước sôi bên trong. Nhiều thế mà chả hết cả nước giả.
Nhớ không có hàng gì khác không? Đen.
ba lại làm chuyến cho cây năng nhá. Đây là phở. Đây là phở. Bữa nay tăng tăng làm phở. Đúng rồi, tăng tăng là phở. Bé hút đấy. Bé hút được rồi. Rồi, dài dài để bé hút nha. Rồi, đi. Thôi mà đấu của mình kia thì... Mà ba, con cũng cái này được rồi. Mà đi đâu mà? Đơn giản, hơi cầu kỳ tí nhưng nói chung là rất tuyệt vời. Bởi vì cái này về mẹ mẹ vừa bởi vì ăn cái này rất rẻ. Hơi video phải rồi đến đây gia đình mình kết thúc video rồi. Các bạn ơi, mình đang